đấy các bạn mà. Vâng, em Hằng xin chào cả nhà nhá. Hôm nay đầu xuân năm mới á, xin chúc cả nhà 2023 một sức khỏe và một sự ấm áp đầu xuân, được bình an nhé cả nhà ơi. Hôm nay đầu xuân thì bên shop được tiếp đón một hai anh và mở hàng cho đầu xuân ạ. Xin chào anh nhá. Anh ơi, anh từ ở dưới ở đâu nhỉ anh ạ? Mình ở dưới Nam Định lên. À dạ vâng, cảm ơn rất là Nam Định đấy. Cảm ơn hai anh nhá. Vâng, ở từ thành phố Nam Định lên shop mở hàng đầu xuân năm mới. Vâng, chúc hai anh và gia đình được vạn sự bình an. Chúc đại gia đình ta được năm mới 2023 được sức khỏe nhá, được an lành. Vâng. Anh chắc là theo dõi trang của ông Thanh Khánh Hằng đúng không? Vâng ạ. Hôm nay bác lên này, bác lấy một cái tép. Dạ vâng. Anh lấy một cái tép của cái bộ. Các bạn hôm nay theo dõi là chương trình lúc 7 giờ nhá. Tôi bảo báo lại với anh Đại Văn Sâm hôm nay gắt chương trình thời sự. Tạm thời chuyển sang chương trình Đồng Bằng Đĩa. Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh hôm nay anh cho anh em đã lên tận ông Thanh Khánh Hằng Hà Nội để tham khảo với cả lấy đồ, thì anh có cho anh em một cái ý kiến gì về về chơi audio không ạ? Đam mê ạ. Dạ vâng. Anh cho anh em ban đầu xuân năm mới một thì cái chơi audio này thì nó do cái đam mê thôi. Sở vâng. Sở thích của mình. Dạ. Thì còn cái đồ hàng bãi chơi này nó rất là mà nói là nếu mà là nó không được thì chết tùy theo từng người thôi. Dạ vâng. Chủ yếu là mình vừa chơi vừa bài. Dạ vâng, chơi đam mê. Chơi thì nó cũng có tí tốn tí tiền nhưng mà còn hơn là mang đi đánh đề chơi bạc. Dạ vâng. Ngắm vừa chơi vậy. Cảm ơn anh. Vâng, cả nhà anh em đã đam mê âm thanh thì đúng là những cái đồ âm thanh bãi này là vô cùng đúng không ạ? Dạ vâng. Cảm ơn anh nhé, hai anh rất là nhiều. Chúc đại gia đình ta nhé một năm mới 2023 sức khỏe và luôn bình an bên gia đình nhỏ bé và những người thân yêu của mình ạ. Chúc hai anh thượng lộ bình an nhé. Và hôm nay đã lên chơi với cả ông Thanh Khánh Hằng và mua đồ. Vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn đồng hành bên hai cơ sở của ông Thanh Khánh Hằng Hà Nội ạ. Vâng, rất là còn nhiều đồ. Và từ giờ đến 29 Tết ạ, hai cơ sở em phục vụ anh em nhé. Và tất cả mọi chi tiết thì có khuyến mại và có đồng hành cùng anh em suốt năm mới này ạ. Dạ vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.